Hi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trong kênh của Top Miền Núi.
Hi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trong kênh của Top Miền Núi. Thì đây bây giờ mọi người nhìn thấy mình đang vác một cái hành cây ấy. Bây giờ mình đi chèo con thuyền của con thuyền của mình bị lạc trôi ở dưới, có gió to quá là không về được nữa. Giờ mình phải vác cái cây này. Hôm qua cái mái chèo của mình bị chặt mất rồi. Giờ mình phải bất đắc dĩ mình phải đi qua đây. Đây chú Thông ơi, có xe sao đi được, thì lấy ra thôi, mọi người xem con thuyền của mình nhá. Ui, con thuyền chế tạo à. Người xem đây, hoa đẹp này. Đón đi thuyền, đón khách, thuyền đón khách. Đây là cái con thuyền mà với chú Thông là chỉ tạo 2 ngày mới xong được nhá mọi người nhá. Đây, kéo con thuyền về đây đã. Đây đây, nặng quá. Vào đây lấy con chim. Ok, mình vào, vào thuyền, vào thuyền, vào thuyền. Mát rồi đấy mọi người ạ, một cơn gió to. Ở đi rồi đây, lấy cái mái chèo. Mọi người ơi, đây chính là cái con thuyền của mình nhá. Đây chính là cái hàng lan can mà mình bắt công làm với mọi người, chính là cái lán. Hiện tại là trời rất là nóng luôn, nhưng mà ở đây rất là mát mọi người ạ. Tuyệt vời luôn. Đây nha, đằng sau mình là cái làng nhé, mát thật. Ở dưới ao mát thật. Cái bè này có thể chứa được 10 người đến 20 người, không kịp mọi người ạ. Mọi người là cái làng mình nó hơi cái chân nó hơi bé một tí, sao mà mình sẽ sửa. Tuyệt vời mọi người. Mình sẽ làm nhiều cái video thú vị ở trong cái con thuyền này. Mọi người đừng quên đăng ký kênh giúp mình nhé. Và nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy ấn like, hoặc là nếu mọi người không thấy hay thì mọi người ấn dislike. Trở về chỗ cũ. Đi đâu đi một vòng à? Đi đâu? Đi ra cái chỗ dâm dâm gì à? Ui. Tí nữa rồi cầm xuống nước. Vào trong lán mát rồi đấy mọi người ạ. Buổi trưa và mình được nghỉ ngơi ở trong cái lán này, xong là có rất là nhiều video, rất là video ẩm thực của Top Miền Núi. Mình sẽ làm tại cái con thuyền này, cái con thuyền mà mình chế tạo. Nói chung là cũng mất khá là nhiều thời gian đấy mọi người ạ. Cái nền này nó có thể ngồi được một mâm luôn mọi người nhé. 10 người ngồi đây, ăn uống thoải mái luôn. Đến đích rồi mọi người ạ. Ở đằng sau này mình không để cây vì đằng sau này chắc là không sử dụng đến.
Đây, đằng trước mình giải hết. Ở đây là cái bếp mọi người nhé. Đây chính là cái bếp. Video mình kết thúc tại đây đây. Tại đây thôi. Mọi người đừng quên ấn nút đăng ký và ấn nút like giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nhé.